Hai. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cũng review trong một cái sự phân biệt mình sẽ phân biệt sự khác gì giống nhau giữa hai cái ba lô, một cái hàng review và một cái hàng quay. Đó thì như các bạn đã thấy, nhìn cũng thấy được cái sự khác biệt khi đặt hai cái ba lô cạnh nhau. Giữa hàng Real này á, là của chính hãng 511 và hàng này được sản xuất trong nước. Thì các bạn nhìn tổng quan cũng đã thấy được hai cái ba lô có sự khác nhau khá nhiều. Cái thứ nhất thì màu sắc, các bạn có thể thấy được màu của ba lô bên đây nó rất là lợt, nó tái hơn so với ba lô hàng Real. Hàng Moly của hàng Real và hàng Thay nó cũng khác nhau về cái chất liệu dây đai. Dây đai của hàng Real nó dày hơn các bạn. Cái nữa là chỉ may của hàng Real là chỉ trắng, còn của hàng Thay là chỉ màu. Chỉ này là màu trùng với hàng chỉ của Moly, là chỉ trùng với màu của công dây đai luôn, nhìn cũng dễ phân biệt. Màu logo của hàng Phay thì nó sậm màu hơn của hàng Real. Có hai loại hàng Phay nha, một loại logo màu xanh, một loại logo màu nâu. Thì cái loại hai loại đều có màu khác với hàng này hết. Các bạn có thấy khác nhau rõ rệt là hai cái ba lô cạnh nhau. Nhìn tổng quan cạnh bên thì các bạn có thể thấy rõ được đây, cái đường may của cái ba lô hàng Phay. Và cái đường may của ba lô hàng Real rất là khác. Và một cái chi tiết bên trong nữa là cái này của hàng Phay, nó sẽ giống như là mình có một miếng rồi mình lấy lưỡi mình cắt chữ thập, còn của cái hàng Real mình thấy được thu rất là kỹ càng, rất là đẹp và không có chỉ nó dư ra nữa. Cái tiếp theo là mặt sau. Mặt sau các bạn có thể thấy dây cáp của ba lô hàng Phay, dây cáp của ba lô hàng Real. Có sự khác nhau. Và cái dây đeo của hàng Phay và hàng Real này, bạn thấy nó của hàng Phay nó to hơn, cái bảng nó to hơn nhưng mà nó lại mỏng hơn gần phân nửa, cứng lắm, rất là cứng, mang vô rất là đau dai, cảm giác là vậy. Dây kéo của hàng Phay kéo khá nặng, của hàng Real kéo rất là nhẹ. Các bạn nghe cái tiếng các bạn cũng thấy nhẹ nhàng. Đó. Nhìn tổng quan bên ngoài thì nó khác nhau là như vậy. Ngoài ra nó còn khác nhau về móc khóa, chất liệu móc khóa. Đây ví dụ điển hình cho bạn coi, đây mình bấm
ấm có khóa nó sẽ không có nhảy ra đó. Nhưng mà cái móc khóa của cái hàng dê thì nó lại khác, khóa hàng dê bấm là nhảy ra rất là mạnh, nhảy ra rất là mạnh. Vẫn có logo Multicam đây nha, nghe cái đều có, nhưng mà nó khác nhau về màu sắc của cái logo này. Không thể đứng được các bạn ơi. Không thể giờ dựng đứng được. Đó. Các bạn có thể thấy được cái loa hạt phay là không bao giờ nó tự đứng được. Các bạn có thể nhìn thấy được sự khác biệt chưa? Khác biệt về vải này, chất liệu vải và một số chi tiết nhỏ của hàng khoai và hàng rê nhìn khác nhau rất là nhiều. Mình chỉ làm tổng quan một số chi tiết có thể giúp các bạn nhận biết được hàng vi và hàng phân như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.